Nam Mô Phật, Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm Thánh Cô, Tiên Cô, Tổ Cô, Từ Bi Gia Hộ. Thanh Đồng chào mọi người đến với Vấn Đáp Tâm Linh lần thứ 99. Lần 99 rồi. Thanh Đồng trả lời câu hỏi của bạn này. Em nghe thầy nói chỉ có duy nhất Phật Thích Ca. Đây, cái câu này là em đọc nguyên văn bạn này viết nha quý vị. Đọc nguyên văn bạn này viết nha. Gì nè, em nghe thầy, sư thầy nha, sư thầy nói chỉ có duy nhất Phật Thích Ca. Ngoài ra không có Phật Bồ Tát nào khác, trong quá khứ càng không có, trước Phật Thích Ca là không có, là do các tổ từ bịa ra đúng không Thanh Đồng? Thanh Đồng trả lời câu hỏi này của bạn. Thì Thanh Đồng trả lời cho bạn nghe là trước Đức Phật Thích Ca thì có rất là nhiều các vị Phật khác trong quá khứ đã từng thành Phật. Và cái vị Phật mà cuối cùng mà thọ ký cho Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai đó là Đức Phật quá khứ, là Đức Phật Ca Diếp. Phật quá khứ, Phật Ca Diếp. Phật Ca Diếp, Phật trong quá khứ là khác với Đức Ca Diếp A Nan nha quý vị. Đức Ca Diếp A Nan là tên trùng tên thôi, chứ khác á. Ca Diếp Phật, người thọ ký cho Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, là Đức Phật cuối cùng thọ ký cho Đức Như Lai của chúng ta đó, là Đức Phật quá khứ tên là Ca Diếp. Còn Đức Ca Diếp A Nan là khác nữa. Thì và sau này luôn, khi mà Đức Di Lặc Tôn Phật đến giáo hóa cho trần gian là đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Mà Thanh Đồng trả lời cho bạn nghe luôn, như là Đức Bồ Tát Quán Thế Âm của chúng ta, trong quá khứ Ngài cũng đã từng thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Chánh Pháp Minh Như Lai. Và Đức A Di Đà đang giáo hóa cho tất cả thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc là đất thánh, cho nên là những người nào sanh về đó thì gọi là thánh chúng. Những dân chúng sống trong cõi Tây Phương gọi là thánh chúng, thánh chúng Tây Phương. Và Thanh Đồng đã ví dụ cho bạn nghe là Đức Phật cuối cùng thọ ký cho Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni là Đức Ca Diếp Phật, Phật quá khứ. Rồi đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Rồi Đức Bồ Tát Quán Thế Âm trong quá khứ đã từng thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Rồi Đức A Di Đà giáo hóa cho thánh chúng trên cõi Tây Phương. Thì Thanh Đồng trả lời câu của bạn là vị thầy kia nói là ngoài Đức Thích Ca ra thì không còn có vị Phật nào khác, là sai. Thầy đó có thể là tu cực đoan tiểu thừa. Tu cực đoan tiểu thừa tức nghĩa là bên tiểu thừa đó là họ chỉ có duy nhất Phật Thích Ca thôi. Không, Thanh Đồng xin lỗi, Thanh Đồng không có dùng chữ tiểu thừa. Thanh Đồng xin lỗi và xin sám hối. Mình phải dùng là Nam Tông. Các thầy bên Nam Tông á, và các thầy theo Phật giáo Nguyên Thủy thì chỉ thờ duy nhất Đức Thích Ca thôi. Tại vì giáo chủ của mình phải thờ. Còn các vị bên Bắc Tông thì cũng có niệm Đức Di Đà và nguyện sanh về Cực Lạc. Tại vì ở trên môi trường Cực Lạc không có tiếng khổ, không có cái ác, cho nên dễ tu hơn cái cõi Ta Bà. Và nhưng mà các thầy bên Bắc Tông và Nam Tông đều phải công nhận rằng có các vị Phật trong quá khứ chứ, và cũng sẽ có các vị Phật trong tương lai chứ, đúng không? Họ có quyền là họ không có thờ, họ không có niệm, không có lại. Họ có cái quyền đó, cái quyền tự do mà. Nhưng họ không có cái quyền bác bỏ, xóa nhòa, và cũng như không có cái quyền xóa đi bất kỳ công tích, danh hạnh, bổn nguyện của bất kỳ một vị Phật, một vị Bồ Tát nào cả. Em nói quý vị hiểu không? Bạn có cái quyền yêu cái quê hương xứ sở bạn lớn lên, nhưng mà điều đó không có nghĩa là bạn chê chát, bỉ hạ, xóa bỏ quê hương đất nước của người ta nha. Và chị trả lời trong cái câu bạn đó, Thanh Đồng không có đọc tên cái vị sư này lên, mà bạn trong đây bạn có viết đó, Thanh Đồng không có đọc. Thì trả lời cho bạn nghe là trong quá khứ, hiện tại và kể cả vị lai có các vị Phật như thế. Và để kể tên các vị Phật trong quá khứ thì nhiều lắm, nhiều lắm. Và có cả những cái vị như là Tỳ Bà Thi Phật nè, Thi Khí Phật nè, Đức Tỳ Lô Giá Na Phật nè. Hoan hỷ bạn nha. Và Thanh Đồng nói luôn cho tất cả mọi người biết là dạo gần đây có người mạo danh em trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Họ mạo danh, họ xưng họ là Thanh Đồng 364 ha. Và em không biết cái lý do họ làm như vậy là vì cái gì, nhưng biết đã mạo danh người khác thì chắc chắn ý đồ không có tốt. Có thể là người đó muốn phỉ hà danh dự nhân phẩm, hoặc là đè bạp chè chản em, hoặc là người ta vì cái mưu đồ bất chính cá nhân riêng của người ta. Và có thể là họ cũng sẽ cắt ghép những cái clip mà em nói để có thể là vu cáo em nói sai, hoặc là nói tào một cái điều gì đó.
thì em cũng thông cáo đến tất cả quý vị biết. Nam mô Phật, sám hối, đại sám hối. Chào Diệu Hải, bạn Diệu Hải này hỏi một cái câu rất là hay nè quý vị. Có thể hướng dẫn cho bạn là cách sanh tâm khiêm hạ được hay không? Nam mô Phật, trong đầu của bạn ấy hay có những cái ý bị loạn, kiêu mạn, có phải là bị thiếu phước không? Thật ra thiếu phước nó cũng là một cái đúng, nhưng mà cái đúng nhất là do trong lòng của mình, lòng tôn kính bậc thánh, lòng tôn kính Phật và tổ thầy, cũng như là lòng tôn kính cửu huyền, tiên tổ, cha mẹ và tất cả mọi người xung quanh chưa có đủ lớn. Cái người mà quá chỉnh mãn, kiêu ngạo là cái người mà coi những người khác không có ra cái gì hết là gì? Là vì họ có một cái chút phước, gieo tạo, đạt được một điều gì đó, cho nên họ rất là dễ chảnh. Gọi là chảnh thì tiếng đời gọi là chảnh, còn mình gọi là kiêu ngạo đó. Thì khi mà chúng ta có được một cái điều gì đó, chúng ta rất là dễ chảnh và chúng ta thấy rằng mình hơn người. Đó là một cái tối kỵ đó. Lửa tham sân đốt cạn rừng phước đức mà. Mà lòng kiêu mạn thì dùi nát hết giống từ bi. Lòng kiêu mạn sẽ tạo nên quán hờn nữa. Và để mà khắc phục được cái lòng kiêu mạn và có tâm khiêm hạ thì quý vị nên tập. Tập tôn kính thứ nhất là thánh, Phật, ngôi cửu huyền, cha mẹ và tất cả mọi người xung quanh. Mình biết tập cúi đầu, mình biết tập xem nhẹ mình biết tập mình không là gì cả. Vì thật chất, ở ngoài kia, ở ngoài xã hội, còn rất 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 nhiều người giỏi hơn mình, tốt hơn mình, hoàn hảo hơn mình và có nhiều cái điểm khác vượt trội hơn mình. Đúng không? Cho nên là chúng ta nên tập tôn kính tất cả mọi người, tập yêu thương họ. Thì từ từ, ban đầu nó sẽ là một cái hạt giống nhỏ, nó trải qua chúng ta được tưới nước. Tưới nước gì? Tưới nước lại Phật. Tưới nước gì? Tưới nước yêu thương, tôn kính cửu huyền cha mẹ, tất cả mọi người xung quanh. Tưới nước gì nữa? Tưới nước tác ý tâm khiêm tốn. Thì cái hạt giống khiêm tốn đó, từ trong lòng nó sẽ càng nảy mầm bự lên. Và tới khi nó trổ thành một cái sự khiêm hạ như là một cái đại bồ đề thì quá tuyệt vời. Chào Tiên Phạm nha. Thanh Đồng định thời gian sắp tới là Thanh Đồng sẽ dạy cho quý vị những cái rất là năng cao. Thì những người mà học được những cái năng cao là phải có một cái nền cơ bản. Mà bạn Tiên Phạm hỏi cái câu quá là xuất sắc. Nam Mô A Di Đà Phật. Cho hỏi rằng là thắc mắc, mà bạn này thắc mắc không có nút gỡ. Cơ thể này cũng không phải là mình, tâm trí này cũng không phải là mình, vì nó vô ngã. Vậy cái gì tạo nên những cái kinh nghiệm, trải nghiệm và kiến thức? Nam Mô Phật. Duyên. Thân, thức, tâm. Đã gọi là pháp trần gian là do cái gì hợp thành? Do duyên hợp thành. Những cái kinh nghiệm, trải nghiệm và kiến thức cũng là do duyên hợp thành. Và nếu là do duyên hợp thành thì cũng sẽ sinh trưởng, tăng trưởng, trụ định, rồi cũng đi về hoại diệt. Do duyên sinh sẽ trải qua một thời đoạn trụ định, rút kết đủ đầy, rồi nó cũng sẽ đi về diệt, thành trụ, hoại, diệt. Từ thân, từ ý, từ thức cho tới từ trải nghiệm kiến thức của mình. Và cái tồn động còn lại theo mình vô lượng kiếp, trừ khi phương chứng bồ đề nhập vào vô dư, đã gọi là vô dư mà. Thì trừ vô dư ra, thì cái gì đi theo mình? Phước và nghiệp. Giống như con hết cái kiếp này, xả bỏ cái thân này, nằm xuống dưới ba thất đất rồi, cái kinh nghiệm nè, cái trải nghiệm và cái kiến thức nó có đi theo mình không? Không. Nhưng cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm và cái kiến thức nó sẽ tồn tại ở một cái dạng năng lượng vật chất khác, gọi là điện từ phước nghiệp. Nó đi theo mình. Và nó sẽ chuyển hóa thành cái phước nghiệp vật chất cho mình ở cái kiếp sau. Nói vậy hiểu không? Hoa nghĩ rất là mong những cái điều này giúp ích, có thể là cho tất cả mọi người trên cái con đường tu tập Nam Mô Phật, hồi hướng Bồ Tát, Ma Ha Tát, Tát Đà Chứng Minh.